Xin chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh Thời sự 24 giờ TV và sau đây mời quý vị cùng đến với những tin tức nóng nhất 24 giờ qua. Các nội dung chính sẽ phát trong chương trình: mưa lũ ở Trung Quốc, 60.000 người dân Tứ Xuyên bị ảnh hưởng; đập Tam Hiệp sông Dương Tử đón lũ mới; phát hiện thủ phạm khiến Trung Quốc gánh lũ lụt tồi tệ hàng năm. Và sau đây là nội dung chi tiết. Mưa lũ ở Trung Quốc, 60.000 người dân Tứ Xuyên bị ảnh hưởng. Mưa lớn ở Trung Quốc đã ảnh hưởng tới hơn 60.000 người dân ở tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam nước này, giới chức thông tin ngày 16 tháng 8. Mưa lớn trút xuống khu vực phía tây Tứ Xuyên và phần phía đông của khu vực cao nguyên ở phía tây Tứ Xuyên trong các ngày 15 và 16 tháng 8. Mưa liên tục đã khiến 31 con sông trên địa bàn tỉnh vượt mức báo động, China Daily thông tin. Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi và các cơ sở hạ tầng khác ở nhiều vùng của tỉnh Tứ Xuyên bị thiệt hại ở nhiều cấp độ khác nhau, trong đó có thủ phủ thành đô của tỉnh và các thành phố Đức Dương và Miên Dương. Những trận mưa như chút nước khiến khoảng 60.000 người dân Tứ Xuyên phải sơ tán. Chưa có người chết hoặc mất tích nào được ghi nhận tới ngày 16 tháng 8, theo Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ hạn hán của Tứ Xuyên. Cơ quan khí tượng tỉnh Tứ Xuyên đã phát cảnh báo mưa bão màu vàng từ 16 giờ ngày 15 tháng 8 trước khi ứng phó khẩn để kiểm soát lũ lụt cấp 3 được phát ra. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ, với cấp 1 là cấp nghiêm trọng nhất. Trước đó, hôm 15 tháng 8, Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Trung Quốc gia hạn cảnh báo màu vàng với mưa bão ở một số tỉnh và khu vực cho tới tối 16 tháng 8. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, tới tối 16 tháng 8, những trận mưa lớn sẽ ảnh hưởng tới nhiều vùng ở Cam Túc, Ninh Hạ, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Bắc, Liêu Ninh, Vân Nam, Quảng Tây và lưu vực Tứ Xuyên. Theo dự báo thời tiết, một số khu vực có khả năng có lượng mưa lớn trên 70mm mỗi giờ, kèm theo dông lốc và gió giật mạnh. Bộ Thủy lợi và Cơ quan Khí tượng Trung Quốc đã phát cảnh báo lũ lụt màu cam hôm 15 tháng 8 cho các vùng thuộc Tứ Xuyên, Thiểm Tây và Cam Túc trong vòng 24 giờ. Giới chức các địa phương được khuyến cáo đề cao cảnh giác trước nguy cơ lũ lụt, sạt lở bùn đất, đồng thời tạm dừng các hoạt động ngoài trời ở các khu vực dễ bị thiên tai. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp được mã hóa theo màu sắc, với màu đỏ là nghiêm trọng nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh. Đập Tam Hiệp ở sông Dương Tử đón lũ mới. Một trận lũ mới trên sông Dương Tử sẽ xảy ra ở vùng thượng lưu khiến Bộ Thủy lợi Trung Quốc kêu gọi nỗ lực lớn hơn trong việc kiểm soát lũ lụt. Ngày 16 tháng 8, Tân Hoa xã cho hay, trong 3 ngày tới, dự báo sẽ có mưa lớn ở các khu vực Tây Nam Trung Quốc, Tây Bắc Trung Quốc, miền Bắc Trung Quốc và Đông Bắc Trung Quốc cùng các khu vực khác. Bộ trưởng Bộ Thủy lợi E Jinping yêu cầu cần phải có những nỗ lực hơn nữa trong việc phòng chống lũ lụt cho hồ chứa đập Tam Hiệp và các hồ chứa ở thượng nguồn sông Dương Tử. Cùng với đó, các biện pháp đối phó với lượng mưa ở Đông Bắc Trung Quốc và lũ lụt ở lưu vực sông Hoàng Hà và sông Vị Hà cần được thực hiện. Cũng trong ngày 16 tháng 8, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc gia hạn cảnh báo màu vàng về mưa bão ở một số tỉnh và khu vực từ sáng 16 tháng 8 đến sáng 17 tháng 8. Theo đó, dự báo mưa xối xả sẽ tấn công các khu vực của lưu vực Tứ Xuyên, Cam Túc, Ninh Hạ, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Bắc, Sơn Đông, Vân Nam và Quảng Tây. Theo dự báo, một số khu vực có khả năng xuất hiện lượng mưa trên 70mm mỗi giờ, kèm theo dông lốc và gió giật mạnh. Chính quyền địa phương cho biết mưa lớn đã ảnh hưởng đến hơn 60.000 cư dân ở tỉnh Tứ Xuyên. Các trận mưa như chút nước đổ xuống lưu vực phía Tây Tứ Xuyên và phần phía đông của khu vực cao nguyên ở phía Tây Tứ Xuyên từ 8 giờ sáng ngày 15 tháng 8 đến 8 giờ sáng ngày 16 tháng 8. Mưa liên tục đã khiến 31 con sông trên địa bàn tỉnh vượt mức cảnh báo. Trước đó, Bộ Thủy lợi và Trung tâm Khí tượng Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo màu cam cấp 2 trong thang 4 cấp hôm 15 tháng 8 về lũ lụt ở các vùng của Tứ Xuyên, Thiểm Tây và Cam Túc. Chính quyền địa phương được khuyến cáo đề cao cảnh giác với lũ lụt, lở đất và lở bùn có thể xảy ra, đồng thời tạm dừng các hoạt động ngoài trời ở các khu vực dễ xảy ra thiên tai. Trước đó, ngày 14 tháng 8, các nhà chức trách cho hay sông Dương Tử đã ghi nhận trận lụt thứ tư trong năm ở thượng nguồn sau một đợt mưa lớn. Trận lũ gây ra bởi mực nước dâng cao trên các nhánh của sông dọc theo thượng nguồn, dẫn đến dòng chảy của hồ chứa đập Tam Hiệp tăng nhanh. Vào lúc 5 giờ sáng ngày 14 tháng 8, hồ chứa đập Tam Hiệp có dòng chảy vào 50.900 mét khối mỗi giây và đạt khoảng 59.000 mét khối mỗi giây vào đầu ngày 15 tháng 8, theo Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc. Phát hiện thủ phạm khiến Trung Quốc gánh lũ lụt tồi tệ hàng năm. Lũ lụt ở Trung Quốc kể từ đầu tháng 6 đã diễn ra nghiêm trọng trên diện rộng ở các tỉnh Hồ Nam, An Huy, Hồ Bắc và Giang Tây, nhưng đây không phải là lần đầu tiên. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, cả nước Trung Quốc có 443 con sông bị ngập lụt, ảnh hưởng đến hơn 37 triệu người.
nhưng đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc trải qua đợt lũ lụt trên diện rộng như thế này. Trong suốt chiều dài lịch sử Trung Quốc, lũ lụt luôn là thảm họa thiên nhiên gần như định kỳ. Lũ lụt bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như khí hậu, địa hình và sự phân bố dân cư. CGTN liệt kê một số thủ phạm gây lũ lụt ở Trung Quốc. Đầu tiên là khí hậu. Trung Quốc có 5 vùng khí hậu và hầu hết các phần phía đông và phía nam nằm trong khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới gió mùa, khiến mùa hè nóng và ẩm ướt. Mặc dù nắng nóng và lượng mưa cao có thể giúp cây trồng phát triển, nhưng lượng mưa lớn và thường xuyên xảy ra từ tháng 5 đến tháng 9 cũng làm tăng khả năng lũ lụt. Năm nay, lượng mưa ở các khu vực phía đông và nam đã tăng lên đáng kể so với năm trước. Tại lưu vực sông Dương Tử, lượng mưa trung bình chạm mức cao nhất trong vòng 60 năm qua, khiến lũ lụt trở nên tồi tệ vào mùa hè này. Thứ hai là địa mạo. Địa mạo của Trung Quốc được tạo thành từ các cao nguyên, đồng bằng, bồn địa, chân đồi và núi, cao hơn ở phía Tây và thấp hơn ở phía Đông, giống như một bậc thang ba bậc. Bậc thang cao nhất nằm ở phía Tây, trong khi bậc thang thấp nhất được hình thành bởi đồng bằng rộng và đồi thấp nằm ở phía Đông Trung Quốc. Theo báo cáo của Cục Khí tượng Trung Quốc năm 2012, khoảng 738.000 m2 đất, bao gồm hầu hết các khu vực phía Nam và phía Đông của Trung Quốc, thấp hơn mức lũ của các con sông chảy qua đồng bằng ở phía Đông. Giai đoạn lũ của sông được xác định là độ cao được thiết lập cho một vị trí nhất định, mà ở đó mực nước tăng lên bắt đầu gây nguy hiểm cho tính mạng, tài sản và thương mại. Vị trí nằm dưới mực nước lũ có nghĩa là nếu lượng mưa lớn trong mùa mưa khiến mực nước các sông đạt ngưỡng, thì các khu vực này chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Thứ ba là phân bố dân cư. Nếu vẽ một đường thẳng từ thành phố Hắc Hà ở tỉnh Hắc Long Giang phía đông bắc Trung Quốc tới thành phố Đằng Sung ở tỉnh Vân Nam phía tây nam Trung Quốc trên bản đồ, sẽ được một đường gọi là đường Hồ, đặt theo tên của Hồ Hoán Du, một nhà địa lý và nhân khẩu học Trung Quốc. Người đã khám phá ra ranh giới vô hình nhưng quan trọng chia cắt Trung Quốc thành hai phần này. Gần 94% dân số của đất nước nằm ở phía đông đường Hồ, trong khi diện tích khu vực này chỉ chiếm 1/3 Trung Quốc. Trung Quốc có lịch sử nông nghiệp hàng nghìn năm, người Trung Quốc cổ đại sống phụ thuộc vào nông nghiệp và vì vậy họ phải sống bên cạnh sông hoặc gần hồ, nơi đất đai màu mỡ, mang lại mùa màng bội thu. Do đó, những khu vực sông lớn chảy qua có nhiều người định cư hơn những khu vực khác trong lịch sử. Do phần lớn các hồ và lưu vực sông của Trung Quốc, chẳng hạn như lưu vực sông Dương Tử và hồ Bà Dương, được phân bố ở phía đông của đường hồ, xu hướng phân bố dân cư ở Trung Quốc cổ đại đã được hình thành. Sự phân bố dân cư sau khi Trung Quốc bước vào kỷ nguyên công nghiệp và thông tin vẫn như vậy. Các thành phố với dân số hơn 10 triệu người, bao gồm Thượng Hải, Trùng Khánh và Quảng Châu, đều nằm ở phía đông của đường hồ, là nơi sinh sống của hàng triệu người, và nhiều tài nguyên lũ lụt ở những khu vực này có thể gây ra thiệt hại lớn. Nội dung trên cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh Thời sự 24 giờ TV để cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!